À, cũng nhắc cho anh chị nhớ một cái vấn đề à, một vấn đề rất quan trọng mà à, trước đây à, chúng ta đã bỏ ngỏ à, bỏ ngỏ nhưng thực ra bây giờ nó sẽ rất quan trọng là đơn giản là khi anh chị à, những cái đầu tư vào những lĩnh vực hot thì đồng nghĩa với à, rủi ro à, rình rập phía sau thì rất nhiều rủi ro anh chị ha thì giờ rồi cũng có thông báo cho anh chị là vấn đề về chúng ta sẽ à, bảo mật thì hiện tại cũng đã nghiên cứu bảo mật thì trước có gửi cho anh chị một số cái link À, bảo mật đầu tiên chúng ta sẽ bảo mật để chống tất cả các hacker à, chống tất cả những cái, cái 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 những gọi là virus hoặc là trojan hoặc là những cái uh, keylogger để họ ghi lại tất cả. Tại khi chúng ta nạp tiền các anh chị nên nhớ ha khi chúng ta nạp tiền bằng credit card mà anh chị gõ những cái mã số credit card vào ở vị trí nạp gõ những mã số mã số thẻ đó và cũng như mỗi, gõ ba cái chữ CVS đằng sau thì nếu như máy tính anh chị không an toàn không có sự bảo vệ an toàn thì anh chị vô tình gõ cái đó thì khi locker nó nó đã ghi hết tất cả sao chép ra ra và cái thẻ cái tiền của anh cái tiền trong thẻ anh chị sẽ không cánh mà bay ha à, vì thế chúng ta sẽ à, tại vì máy tính đây á trước giờ đã không có à, vô những cái trang bài bạ và không có hệ thống virus nào nó xâm nhập vô máy tính này nên là không bị gì nhưng một số anh chị khác thì lại à, tò mò vô những những trang web mà anh chị không có kinh nghiệm thì anh chị sẽ bị dính vào những virus à, nguy hiểm À, vì thế chúng ta phải sử dụng những cái phần mềm diệt virus bản quyền à, diệt virus bản quyền ví dụ vừa rồi à, trước đây tuy là nhiều năm nay 10 năm nay sử dụng máy tính chưa bị nhiễm virus nào nguy hiểm tới tiện mắc tiền mất à, tiền nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không bị à, đơn giản là bây giờ chúng ta nếu chúng ta trở thành nổi tiếng chúng ta có sự ảnh hưởng à, trên mạng xã hội thì tất nhiên chúng ta sẽ bị dễ bị tấn công à, cũng như rất nhiều người bài báo vừa rồi à, blog tiền ảo nói về cái vụ là sau khi khoe khoang vào sang thì cuối cùng bị cướp à, nó đột nhập đó, thì anh chị nên nhớ chỗ đó ha đây ví dụ đây đó thì điều điều này không có không thể nào không không có xảy ra ở Việt Nam ha rất dễ ha tại vì à, các nước này là các nước cũng tương tự à, cũng trên nền tảng của à, xã hội chủ nghĩa ngày xưa cũng như là cái nền chính trị à, cái nền à, luật pháp của họ không có được à, ổn định thì à, tất nhiên à, chúng ta không bảo vệ chúng ta thì không ai bảo vệ chúng ta cả thì vì thế à, xem nhớ để ý, ha đó. đó nên là rất nguy hiểm vì thế chúng ta phải sử dụng những cái hệ thống virus để chống virus à, thì chúng ta đề nghị à, để trước cái đề nghị cho anh chị à, có gửi link rồi đó à, chúng ta sẽ dự sử dụng cái phần mềm thế này thì những anh chị nào chưa có điều kiện thì anh chị có thể sử dụng phần mềm free tại vì phần mềm free à, Avast thì phần mềm này được đánh giá là tốt trong miễn phí ha à, tốt phần mềm miễn phí ha anh chị có thể Thì anh chị sẽ biết được tại sao à, chọn phần mềm thế này. đó thì anh chọn sẽ chạy chọn thì hiện tại nó miễn phí cũng đã ok rồi. đó anh chị xem thì liệt kê thế này thì avast là tốt à, tất cả miễn phí rất nhiều phần mềm miễn phí thì nó hiện tại nó nó đứng là tốt tại vì nó miễn phí nhưng mà nó chặn rất nhiều nó bảo vệ rất tốt thì anh chị chịu khó dùng miễn phí. còn đến chị nào muốn gọi là à, anh chị mà đã có nền tảng về kinh doanh về tiền ảo và số tiền tiền ảo khá lớn anh chị có lợi nhuận thì anh chị nên mua bản quyền thì bản quyền của nói một năm anh chị chỉ tốn cứ 39 đô 40 đô thôi à, một năm 40 đô thôi thì số tiền cũng khá nhỏ so với doanh thu anh chị kiếm được thì sau đó anh chị sẽ à, sử dụng cái này để chặn tất cả những cái độc hại à, thường xuyên có phần mềm này nó sẽ chặn được cái trường hợp là những khi cơ hoặc là những cái à, người à, mà đó mà cố ý mà người ta muốn cướp cái tài khoản credit card của anh chị hoặc là những cái user bắt buộc mà khi anh chị gõ vào cái à, cái uh, real hay là neteller À, đơn giản chị bình thường anh chị không biết gì hết nhưng thực ra máy tính chị đang bị theo dõi à, đơn giản anh chị vô những website website đen hoặc là những website tải những uh, những cái phần mềm crack những phần mềm uh, crack ví dụ vậy những phần mềm lậu thì anh chị sẽ uh, sẽ bị uh, virus nó xâm nhập và nó sẽ theo dõi anh chị à, cũng như anh chị nổi tiếng thì họ sẽ tìm cách họ cài vô họ cài vô ha à, đơn giản là họ cài những cái email giả để anh chị click vào link và khi anh chị click lick vào lên đó thì coi như anh mấy chị nhiễm virus, qua như anh chị sẽ bị tiêu và sau này tất cả các anh chị sẽ tự động không cánh mà bay, mất sạch hết tất cả mọi thứ. Đó cạnh anh chị cẩn thận cho đó hả thì anh chị sử dụng cái phần mềm này. À ngoài ra còn một số cái à, một số cái ví dụ như anh chị à, hay truy cập những cái trang trong web mà đầu tư mà những trang web này thì thường xuyên là à, chúng ta sử dụng qua dịch vụ Wi-Fi, à, Wi-Fi miễn phí hả à, Anh chị nhớ. À, đây rất ít ít, khi nào rào ra ngoài mà sử dụng cái dịch vụ wifi miễn phí đã thường xuyên sử dụng 3G để truy cập 3G đi truy cập anh chị tốn ít tiền chỉ có 70 ngàn đến 90 ngàn một tháng thôi anh chị có cái máy ghi để anh chị truy cập à, vì thế tránh trường dùng wifi miễn phí ha wifi miễn phí thì phần lớn do những kỹ thuật người ta setup cho miễn phí để người ta dụ anh chị vào anh chị vào đó thì không khác gì anh chị sử dụng thẻ anh chị giao dịch thì anh chị sẽ bị lộ hết tất cả thông tin và đó là cơ hội cho những hacker nó sẽ tấn công tiền của anh chị anh chị sẽ tự động mất tiền À, chưa thấy anh chị kiếm tiền đâu hết nhưng anh chị ra ngoài wifi miễn phí anh chị truy cập vào anh chị nạp tiền thì coi như là anh chị đã bị à, lộ thông tin rồi đó. đó nó có rất nhiều cái thủ thuật thường xuyên là anh chị trước khi anh chị kết nối internet nó báo nó báo anh chị là phải click vào connect thì trên cái link connect người ta sẽ get vào get chỉ cần một đoạn click thôi là người ta có thể truyền tất cả cái virus vô máy tính của anh chị ha Nên anh chị cẩn thận chuyện đó rồi thì à, sử dụng cái này ngoài ra chúng ta À, để mà ẩn danh, chúng ta ẩn danh khi chúng ta truy cập vào những trang web mà luật pháp Việt Nam không cho phép, à, thì chúng ta sẽ dụng ví dụ như một số trang web mà sau này chúng ta Việt Nam chặn đi, không cho chúng ta truy cập được, thì chúng ta sẽ dùng hệ thống VPN. Thì ở đây cũng có, vừa rồi cũng có mới đăng ký bảo vệ bằng đăng ký bản quyền ha, bản quyền của uh, Avast uh, Premier thì khoảng 40 đô để đăng ký và sau đó mua thêm uh, khoảng 40 đô nữa để mua cái hệ thống VPN của nó. Uh, VPN có nghĩa hệ thống này nó sẽ connect vào một quốc gia khác, à, nó ẩn danh. À, chúng ta hiện tại đang sử dụng, à, đang chuyển sang quốc gia bên Mỹ. đó. À, ví dụ như sau này anh chị muốn rời thì lo lâu, lâu anh chị chuyển sang quốc gia khác để đánh lạc hướng, à, có thể sử dụng Úc, à, New Zealand, Canada, những các những quốc gia nào mà được phép sử dụng ca, à, tiền à, ảo hoặc là sử dụng chứng khoán như đó, à, thì anh chị có thể chuyển qua đó anh chị sử dụng à, hoặc là những cái sàn nào, anh chị chơi cái sàn nào bên nguồn gốc từ à, quốc gia nào thì anh chị chuyển qua quốc gia đó để cho anh ta à, À, tối ưu được cái hệ thống à, lệnh chúng ta giao dịch chúng ta tốc độ nó nhanh hơn thì anh chị sử dụng hệ thống này à, rất tuyệt vời ha à, tốn chỉ một năm thì anh chị tốn có khoảng cỡ 1 à, triệu 8 thôi 1 triệu 8 đến 2 triệu à, tất cả dịch vụ anh chị dễ dàng đó thì sau đó anh chị à, còn về những hệ thống lưu trữ hệ thống lưu trữ thì anh chị mua thêm cloud nếu anh chị dùng ios thì anh chị mua thêm cloud thì mua thêm đó để anh chị lưu trữ những cái file quan trọng hoặc là anh chị mua cái bản quyền của google drive để anh chị chứa những cái file quan trọng để khi anh chị đi ra ngoài anh chị có thể sử dụng điện thoại bất cứ laptop ipad để đọc những dữ liệu đó à, dễ dàng. cho nên chị không có thì anh chị lưu trên những hệ thống miễn phí thì nguyên tắc cái gì miễn phí thì đều có cái giá phải trả phía sau đó hết à, nên anh chị nên nhớ ha. rồi thì có những cái hệ thống này thì dễ dàng. Còn trường hợp thứ ba, nhắc nhở anh chị, à, tại vì anh chị giao dịch à, thị trường chứng khoán Mỹ cũng như thị trường crypto, thì à, à, nếu như luật pháp Việt Nam không cho phép, thì khả năng chúng ta sẽ bị bắt rất cao, à, bị bắt rất cao. Thì nếu bị bắt mà để chúng ta có thể lắp được, né tránh được một số trường hợp mà à, khi họ đột nhập vô, đột xuất vô nhà chúng ta, họ lấy máy tính mà chúng ta không cách xử lý được, thì chúng ta sẽ sử dụng một hệ thống à, gọi là tất cả hệ thống bắt buộc chúng ta không không có ghi nhớ trên máy tính hả? máy tính nào anh chị sử dụng thì anh chị tốt nhất anh chị không lưu nhớ anh chị chỉ dùng một bắt quật để lưu cho để lưu nhớ tất cả các bắt quật khác và những bắt quật khác là anh chị phải tự copy anh chị tự tự copy để, để dán vào anh chị không có rõ để mã hóa ký tự khá lớn anh chị không rõ mục đích là gì khi lỡ chúng ta máy tính chúng ta bị tịch thu thì họ sẽ không vào được những cái trang cần thiết để chúng ta à, để để điều tra chúng ta để để moi móc những cái nội dung mà chúng ta trước, làm trước giờ đó thì tất nhiên nếu mà cũng điều tra ra được, cũng làm ra được Nhưng mà nó giảm bớt cái nguy cơ hơn Tại vì nguy cơ là khi những người chúng ta bị mắc máy Ví dụ vậy, nguy cơ ví dụ không phải là chính quyền Nếu chính quyền thì tất nhiên họ có đội C50 Họ đội công nghệ cao thì họ có thể tra ra được mọi thứ Dù có bắt buộc chúng ta thế nào đi nữa Đó, Rồi chúng ta lách là chúng ta lách những người ăn trộm, trộm vặt Ví dụ tình thường chúng ta đi xe, chúng ta mang túi Chúng ta bị mắc cái laptop, mắc cái iPad, mắc cái điện thoại đúng không? thì khi mất cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ không bị mất những cái tài sản à, bên trong tại khi người ta login vô được người ta làm được thì người ta sẽ phá à, người ta sẽ lấy tất cả những cái tài sản à, bên trong cái máy tính chúng ta có một cuộc sản à, vì thế chúng ta hãy sử dụng một cái hệ thống thế này thì sau khi cái buổi học offline vừa rồi thì đây đã về đó quy hoạch để hết tất cả hệ thống à, hệ thống chúng ta quy hoạch ra một cái hệ thống cái cái, cái lưu trữ bất quật thế này thì những cái hệ thống này nó rất tuyệt vời à, trước đây đã sử dụng lâu rồi cái hệ thống này sử dụng từ cái thời 2000 mấy rồi 2009 2010 đã sử dụng cái này rồi À, nhưng mà à, gần đây thì lại bỏ quên nó không sử dụng nữa thì gần đây chúng ta lại sử dụng lại thì những cái này nó giúp cho anh chị là mỗi một website chúng ta chịu khó mỗi lần chúng ta truy cập thì chúng ta list phải chuột chúng ta copy bất quật chúng ta dán vào cái hệ thống đó để chúng ta vào chúng ta đừng cái ghi nhớ ghi nhớ bất quật giống nhau đó, thì nó rất nguy hiểm mà anh chị cái thao tác cái này thì cái phần mềm này thì anh chị lần trước anh chị rất dễ tìm thôi nó phần lớn là mã nguồn mở miễn phí ha rồi anh chị gõ cái key pass là gì ha thì đó đây nó giúp cho anh chị À, lưu trữ tất cả mật khẩu và khi đó chúng ta chịu khó mỗi lần chúng ta truy cập cái gì chúng ta phải lấy bắt quật để chúng ta copy và cái bắt quật mà anh chị ghi nhớ tổng cái này thì chỉ của mình anh chị biết hoặc là cho một người thân thân cận anh chị biết thôi tại khi người nào vô được hệ thống này thì họ sẽ nắm hết tất cả cái bắt quật trong này và họ có thể xâm nhập vô những hệ thống khác dễ dàng ha à, nhưng mà vẫn an toàn hơn nhiều an toàn hơn nhiều Thế chúng ta có sẵn trên web là chúng ta bấm ok phát là đang nhập vào là anh chị là anh chị đỡ tay không kịp ha đó, nó sẽ bảo vệ cho anh chị. Rồi đó là giới thiệu sơ những cái mẹo, những cái kiến thức căn bản để cho những anh chị người mới có thể dễ dàng tìm hiểu, cũng như cái nào chúng ta chưa có làm được thì chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta thay đổi. Còn một cái ý kiến khác mà có thể giúp cho anh chị an toàn hơn là anh chị sẽ chuyển sang sử dụng tất cả hệ thống của Apple, hệ thống của Apple ha. Anh chị nào tắt cái mic ảnh hưởng ồn quá ha. Rồi hệ thống của Apple thì thì hệ thống này có thể là bảo mật nó cao hơn nhiều, xác à, suất mà để bị hack hay là để mà mà à, bị xâm nhập hay là kia thì nó cao hơn nhiều. Đó thì chúng ta có thể sử dụng à, ví dụ như chúng mua chúng ta có thể sử dụng iPhone hoặc là iPad, à, iPhone iPad thì chúng ta dễ dàng chúng ta có thể giao dịch à, chúng ta vào những cái trang à, tiền ảo à, cũng dễ dàng và ngoài ra chúng ta có thể mua máy móc thì chúng ta tùy theo khả năng của anh chị mà anh chị có thể sử dụng hệ thống này thay thế cho Windows.